cây tía con quay quần ruộng nương rau cá nuôi nhau. Thương công cha dài dầu khai quang lặng lội rừng sâu. Cuộc sống dù khó khăn thương bà con bác gắng hết mình. Nơi chòm xóm nghĩa tình chung tay xây dựng ngày mai. Việc nhỏ ấy mà việc to, có bác ba phi điều em xui ro ro. Dũng cảm bi thương chịu thương chịu khó, chi nằm gì đạp đất đổi trời. Bà con cô bác cứ nhỏ to, người gì đâu tài trí có cả khó. Bất công áp bức dân mình, bác luôn đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu biết rộng nhân gian to tường, đương chuyện gì khó đã có bác bà lo. Hey. Quang nói thiệt với con nha, chưa có lúc nào mệt như cái lúc này hết trơn. Bản... đi tìm hết rồi đó. Bản thân con cũng mệt nè. Con vừa mệt óc mà con phải vừa mệt cái thay của con. Trời ơi, mày mệt gì? Trời ơi, con mệt óc á là để con tính toán coi trong cái làng mình thằng thanh niên nào còn trai tráng mà quan chưa bắt nó đi. Chính xác. Đó, còn con mệt cái thay của con á là sao? Là con phải chạy từ đầu trên xuống sớm dưới. Ừ. Con coi cái thằng nào mà nó chưa đủ tuổi đó, con ép con bắt nó đi cho bằng được luôn. Đó, con chạy cũng mệt lắm chứ bộ. Mày mệt, quan không mệt á? Dạ. Quan cũng đi đầu trên xóm dưới, đi hết làng này qua làng kia để coi làng nào lân cận ở mé mé cái làng mình. Quan vừa thấy thằng nào mà nó vừa là thanh niên, quan chụp cái đầu nó lôi về làng bên mình, đưa nó đi lính liền. Ôi, quan tính tới cỡ đó luôn hả quan? Trời ơi, vậy mà còn không được nữa nè. Quan quá hay luôn, còn không được tính tới cái nước đó luôn á. Nhưng mà bây giờ con tính kỹ cho quan coi trong làng mình còn sót ai không? Con tính kỹ hết rồi, từ đầu trên xuống sớm dưới nè, là quan bắt tụi nó đi hết. Bây giờ trong cái làng mình á, toàn là đàn bà giá, rồi ông già, rồi mẹ đó thì vắng con trai, vợ á thì vắng chồng, con á thì vắng cha. Trời ơi Quang ơi, cái cặp nó thê lương lắm. Nó khổ mà, con nói Quang nó không còn cái cọng mồng tơi để nó rớt nữa đâu Quang ơi. Con đừng có khóc Quang tuổi rồi. Nhưng mà con chỉ Quang con cái chỗ nào đàn bà giá đó mà chồng nó bị bắt đi á, rồi nó ở nhà một mình á, nhớ mấy chỗ đó kỹ giùm Quang nha. Mấy chỗ đó cái mình ghi chép lại vô sổ cẩn thận. Để có dịp mình tới mình giúp người ta. Ê ê, dạ Quang nhớ một người rồi. Dạ, ai Quang? Mày. Mày đi lính được nè. Quang ơi, bây giờ lỡ mà con đi lính ai hầu Quang? Đúng không? Mất cái thằng hầu mà nó thân cận bên Quang gì? Quang buồn lắm Quang ơi. Nó dễ thương, nó đẹp trai. Dạ. Thôi được rồi. Dạ. Dạ, dạ gì vậy? Mày thấy không? Mày nhìn kia. Dạ. Kia. Đó. Dạ. Thấy chưa? Mày có thấy không? Mày nhìn kỹ giùm Quang. Rồi con thấy rồi. Thằng hai mớm đó. Quang, đừng có nói với con là Quang tính. Tính gì? Quang, tính Quang, cái gì? Quang ơi, Quang bị bệnh đúng không Quang? Bệnh gì? Quang ơi, mắt Quang tìm với em hay đầu óc Quang có vấn đề? Sao tự nhiên giờ Quang bắt tới ông hai mớm mà đi lính nữa? Ông già kháp rồi. Mày bị khùng. Dạ. Tao nói mày, tao bắt hai mớm hồi nào? Mày nhìn kế bên hai mớm đi. Ai? Thằng thanh niên đó. Bạn nghe câu là chiều quả nói với dèo cù lao ông trưởng có nhiều cá tôm không? Dạ. Nhưng mà so với miệt U Minh này, nó cá đó là cù lao ông trưởng không là cái đục hết gì hết trơn. Dạ. Bữa nay bác hai dẫn cho. Ủa dạ, con bẩm Quang. Con chào ông Quang đi. Dạ, con chào Quang. Dạ, xin Quang bỏ qua bị cháu nó mới về nó không biết ông Quang à. Dạ, chào ông Quang. Con chào anh Hầu đi. Dạ, em chào anh Hầu. Chào. Dạ, hai ông cháu con đi bắt cá về cho má nấu canh chua. Dạ, ba kinh lý hả Quang? Mà dạ. Có cá bắt không? Dạ, mới đi hả Quang à? Dạ, mới đi hả? Thôi, dạ. Đừng đi nữa. Ông Quang, con cho hả? Không có. Con cảm ơn Quang đi con. Dạ, con cảm ơn Quang. Không có, đứng đây Quang nói chuyện chứ không có cho chiếc gì hết đó. Dạ. Ai đây? Dạ.
con dân mà quan biết sao? Sao biết, quan thấy nó lạ quá. Quan không biết là đúng rồi. Nó vắng mặt ở làng mình 5 năm nay rồi. Vắng mặt 5 năm nay rồi? Dạ, cái thằng tổn con cô số buôn ngoài xưa, bà đẻ nó lọt cái cô, ông quan nhớ không? Tía nó đẩy đi mà đẻ không kịp mà lọt cái rạch thằng tổn tới giờ luôn đó. À, thì đó là thằng tổn. Rồi cái năm ba nó mất 5 năm là ông quan nhớ không? Nhớ. Đó. Rồi mẹ nó mới thiếu nợ bên kia, nó qua bên kia nó làm trừ nợ. Đó, con chào Quang đi, ông Quang nhớ rồi đó. Dạ, 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 dạ. Quang nó vừa hết nợ, nó vừa về đó. Quang ơi, Quang. Quang ơi, Quang. Nó mới vừa hết nợ, nó về. Dạ. Thằng này nó ở làng mình. Dạ. Nó không phải ở làng kế bên. Dạ, đúng rồi. Quang mừng quá kìa, lại ôm Quang, nó mừng qua đi lại. Dạ, giỏi quá. Này nó cứu được à, này cứu được à. Bắt nó đi lính cho dạ. Cái gì? Ông Quang mới nói gì? Bắt nó đi lính. Nó tới tuổi đi lính rồi. Quang ơi, nó hốt tuổi rồi. Nó nhiêu? Dạ, con hình như con 23 phải không con? 23 rồi. 23 tuổi. Dạ. Trời ơi, đi lính người ta tới 25 tuổi. Nó còn hợp lý 2 năm. Anh bắt gì kỳ vậy? Bắt sao kỳ? Từ 18 đến 22 thôi chứ, bắt về tới 23 mà tới 25 luôn hả? Lính lên cho đưa ra, rồi tới 25. Tao không cãi với mày nữa. Lên như Quang ơi, cho nói đôi lời đi Quang ơi. Hai. Nó mới hai. Trưởng thành, cái nó phải đi ở đợ 5 năm. À. Nó mới về, mẹ nó hoàn cảnh quá. Mà giờ ông bắt nó đi. Mẹ nó khó khăn đúng không? Dạ. Hồi nãy nói rồi. Dạ. Mẹ nó khổ đúng không? Dạ. Mẹ nó già đúng không? Dạ. Mẹ nó nghèo đúng không? Dạ. Đó, thì ở nhà mày lo giùm. Trời ơi. Còn nó đi lính thôi gì mẹ nó hôi lắm hả? Dạ không phải, nhưng mà thôi mấy Quang thấy gì đi. À. Con tốt với con cháu. À. Cho nó ở nhà lo cho mẹ đi, giờ con đi lính à. Hả? Trời ơi. Dạ. Mày thấy người tốt chưa? Trời ơi, ông nói mà con say sẩm luôn. Ông nghĩ sao vậy? Ông nghĩ sao cái tướng ông mà xin đi lính? Trời, người ta tình nguyện được. Thôi, ông ơi. Cái tướng ông hết xíu quách rồi, đi vô trong đó người ta nuôi cơm nữa chứ nuôi lính như vậy. Tôi gác cổng rồi. Để Quang nói chuyện. Dạ. Người ta tình nguyện. Dạ. Là dạ. Cái lòng tốt của người ta. Dạ. Dạ, dạ. Đúng không hai mớm? Dạ, dạ, dạ. Con giỏi lắm. Dạ. Làng này cũng biết tánh con. Dạ. Thương con. Dạ. Con cũng thương người dữ lắm. Dạ. Con mới lãnh đi giùm cho thằng này. Dạ. Đó. Dạ. Thì bây giờ Quang chỉ hỏi nhiêu đây thôi. Dạ. Con đi lính rồi con bỏ cái nghề của con hả? Dạ. Ủa, cha sanh mẹ đẻ giờ con đâu có nghề gì đâu Quang. Quang có nhớ lộn con hai mớm nè, nhớ không? Đúng rồi, con đâu có nghề gì đâu. Hai mớm. Quang còn nhớ con có một cái nghề nổi đó. Tiếng nhất cái làng này luôn mà con lại quên cái nghề của con. Con làm cái gì cũng hai ba ngàn bỏ không có làm được. Sao có nghề nào tới nghề này không Quang? Nghề ăn trực. Trời ơi. Quang ơi, ăn trực mà cái nghề nữa. Trời ơi, cái đó là cái nghề đi tới đâu mà nói tới hai mớm là ta kêu chuẩn bị cất nồi cơm. À, vậy con chơi trong đó con làm cái nghề ăn trực tiếp luôn cũng được vậy không Quang? Vô trong đó có làm mới có ăn. Chứ mày mà đưa cơm không cho mày để mày ăn trực. Hâu. Dạ. Lôi thằng này đi. Dạ. Quang ơi. Quang cái gì? Tôi nghiệp nó. Dạ, Quang ơi. Lôi nó đi. Tôi nghiệp mẹ nó Quang ơi. Tụi mày đừng lôi nó đây. Xuống rồi. Bác hai. Đi. Bác hai cái gì đó. Đi. Đi. Mẹ. Mày nói cái gì? Con đi đây. Con. Trời ơi, ngồi xuống mà coi. Làm thân nhân đang khổ chưa đều. Mẹ ăn đất ơi. Ba. Còn làm gì hai mẹ con ngồi đây khóc thút thít vậy nè? Ba. Ba giúp cho má con với con đi bắt ba. Sao kể nghe coi, đầu đuôi gốc ngọn sao? Số là gì nè? Ông quan hách á, ông đến nhà, ông bắt thằng Tư con tôi phải đi lính á anh ba. Mà có hai mẹ con à, mà giờ ông bắt thằng Tư đi rồi tôi ở nhà tôi biết phải làm sao á anh ba. Rồi sao nữa? Ông mới nói nếu như mà không muốn cho thằng Tư đi lính á thì thằng Tư phải đưa cho ông 10 quan tiền đó anh ba. Cái đó nếu gì hối lộ rồi. Ba nghĩ coi, hoàn cảnh của má con với con vậy nè thì đào ở đâu mà ra 10 quan tiền đưa cho ông quan hách. Đúng rồi, giờ tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Rồi sao? Rồi cái ông mới nói là ông gác cái nhà của má con tôi đang ở, ba biết không,
ông mới nói là ông lấy cái nhà đó đi. Thì á là thằng Tư con tôi á là nó khỏi đi lính luôn. Trời đất ơi, chưa thấy cái ông nào mà ông ác như cái ông này. Mà bác ba nghĩ coi, bây giờ con mà đi lính á, rồi lỡ má con ở nhà ốm đau bệnh tật, rồi ai mà chăm sóc? Cái nhà con bị lớn vậy đó mà cũng lấy khu dân là sao? Ông ăn cái kiểu đó rồi không biết mai mốt để ai ăn lại của ông nữa. Rồi á anh ba coi á, cái ông lại ông coi cái nhà của tôi á, ông nói cái nhà của tôi á hả thì có 8 quan thôi à, chứ không có được 10 quan nữa. Rồi cái ông dọn hết trơn bàn ghế giường chiếu nêu nồi gì á, đem trừ 2 quan còn lại cho đủ 10 quan. Còn phải nài nỉ dữ lắm luôn á, ông quan khách đâu có chịu lựa cho cái niêu nhỏ xíu vậy nè, để má của con nấu cơm cho 2 má con ăn. Giờ mẹ con tôi á chỉ còn có cái niêu này hả anh ba? Thôi được rồi, tôi sẽ có cách. Hả anh ba? Anh có cách giúp mẹ con tôi hả anh ba? Phải. Cách gì vậy ba? Tôi sẽ có cách lấy cái nhà lại cho mẹ con cô. Anh ba có cách lấy cái nhà lại cho mẹ con tôi hả? Ừ. Trời ơi, tôi cảm ơn anh ba. Cảm ơn bác ba. Thôi được rồi, cứ giao việc này cho tôi. Dạ. Khi không có được cái nhà rách nát đó, cái nhà của mẹ con Tư Lùng, cái nhà đó mà mình tân trang lại sơ sơ thôi á, bán cũng được vài chục quan chứ không phải chơi à. Bà làm gì vậy? Trời ơi, có chuyện rồi. Trời ơi, có chuyện gì bà cứ nói tôi nghe coi. Trời ơi, cả làng người ta đang đồn rần lên. Đồn gì? Là mẹ con Tư Lùng á, có cái niêu thần. Cái gì? Niêu thần hả? Ờ. Là sao? Tức là nhà nó có một cái niêu mà giống như cái niêu thạch xanh trong chuyện cổ tích đó. À, bà đừng nói tôi cái niêu mà bới cơm hoài không hết nha. Chính nó. Ở đâu mà tụi nó có? Thì ông cho nó chứ đâu. Trời ơi, tôi cho. Ờ. Bà nghĩ sao vậy? Tôi tốt bụng hồi nào mà tới giờ này tôi không may à? Trời ơi, ông không có nhớ gì hết trơn hả? Nhớ cái gì? Cái niêu cũ ở nhà mình mà ông soạn ra ông cho mẹ con nó đó. Ê, bà đừng nói với tôi là cái niêu đất cũ đó nha. Chứ còn gì nữa? Trời ơi, sao tôi ngu dữ vậy? Ông có bao giờ khôn đâu. Không được, tôi phải đi qua nhà nó, tôi đòi lại cái đồ đất đó. Nè, cái này là ông khôn nè. Bây giờ ông phải bằng mọi cách lấy lại cái niêu đó cho tôi nghe. Trời ơi, nếu như có cái niêu thần trong tay á, tôi sẽ có cơm, tôi bán cho cả cái làng này. Trời ơi, tám xoàng giàu có, nay càng giàu có hơn. Chắc chín rồi đó, nhắc xuống được không? Dạ. Nồi cơm này á là nồi cơm thần đó nha. Nồi cơm thạch xanh đó, mở thử coi. Ủa ha. Hay quá à. Bới có một chén thôi mà bây giờ nó lên một khúc luôn, nó đầy nồi lại rồi. Nấu một lần ơi, ăn ơi. Hết luôn á. Tụi làm gì vậy? Làm gì tụi năm tụi ba ở đây vậy? Còn mày nữa. Cái nồi này của mày đúng không? Dạ. Mày gan lắm. Toàn bộ đồ trong nhà mày giao cho tao, chỉ riêng cái nồi này là mày xin tao để lại cái nồi này cho mày, đúng không? Cái nồi thạch xanh mà bấy lâu nay mày giấu tao trong nhà mày, bây giờ nồi này là của tao đấy. Anh thưa quan ơi, quan trời ơi, quan làm phước đi, mẹ con của nó nghèo lắm, nhà cửa quan lấy hết rồi, đồ đạc quan cũng lấy hết rồi, giờ chỉ còn cái nồi để cho mẹ con nó có cái nồi để nấu cơm ăn. Con lấy chi? Tao biết là như vậy, nhưng mà nó qua mặt tao là tao không chịu. Qua mặt cái gì đâu? Sao bao nhiêu món nó không xin, nó lại xin cái nồi thần này. Tụi bay định qua mặt tao hả? Không có đâu, cái nồi này là cái nồi bình thường. Con làm chứng đàng hoàng cái nồi bình thường chứ nồi thần nồi gì. Chắc Quang nghe lộn rồi đó. Ủa? Mày chắc không? Quang không tin á, Quang bới ăn thử coi. Mày bới cho tao thử một chén coi. Bới đi.
bế cho Quang chén cơm ăn chay đi. Lẹ lên, làm gì vậy? Làm gì rụng rè vậy? Đó, đó, để ăn đi Quang. Tao không ăn. Mày dỡ đồ cơm ra cho tao coi coi. Dỡ làm chi nữa? Cái đó chuyện của tao. Mày làm gì vậy? Rồi, dỡ ra con. Để cho Quang coi. Dỡ ra. Từ từ thôi, đừng gấp. Đó. Mày đó kìa. Mới vừa mới bùng cháy xong rồi. Có đây rồi nè. Không thạch xanh là cái gì? Chuyện của tao lấy về. Khoan. Con cũng thu thật với Quang, bây giờ con cũng không còn giấu giếm gì Quang nữa. Cái nồi này đó là cái nồi thần đó, cái nồi cơm thạch xanh chỉ cần nấu một lần thôi, ăn hoài không bao giờ hết cơm. Nhưng mà cái nồi này nó chịu ở với những người có tâm, những người có đạo đức, những người có tu hành, những người ăn chay niệm Phật. Ê, tao có ăn chay nha. Ngày rằm mùng 1, 16, 17 gì tao có ăn chay hết rồi, tao có tu đó. Vậy là nồi này của tao đó. Quang, con nói cho Quang biết nha. Cái nồi này nó linh lắm, nó chỉ nghe một mình con điều khiển thôi, con chỉ cần nó biến là nó biến mất liền. Đúng rồi đó Quang, cái nồi này chỉ duy nhất bác ba mới điều khiển được thôi. Đúng rồi đó. Quang. Muốn biến không? Thôi tao biết rồi. Thôi mày làm tin đi, để tao đem nồi về, tao cho mày tiền chưa? Có tiền quá không? 10 đồng nghe. Mày đi có tao mày. Có cái nồi chút xíu gì đâu 10 đồng? Trời đất ơi, cái nồi chút xíu mà cả thế gian này, Quang thấy có ai có không? Chỉ có một cái đặc biệt thôi. Quang nấu cơm một lần một thôi. Quang ăn hoài cho heo ăn luôn cũng không hết cơm nữa. Quang lợi cỡ nào? Có 10 đồng có bao nhiêu đâu, thôi không nghiện quá thôi đi. Rồi. Được rồi. 10 đồng thì 10 đồng. Nhưng mà tiền Quang thì không có ở đây. Đường Đường là một quan lớn nhất làng mà không có tiền. Ai tin? Ông có tiền nhiều lắm, nhưng mà vợ ông có khá là tội nghiệp lắm. Thằng Ba Phi này nó hiểu tao nè. Thôi được rồi, thì để Quang nợ đi. Rồi Quang lấy về, rồi Quang về Quang lấy tiền Quang đưa cho. Thôi đi Quang ơi, thời buổi này giờ con thiệt, con không có tin thằng nào hết đó. Mà chỉ có bằng thằng luôn hả? Không, con nói thí dụ vậy đó. Nói ra đó là phải giấy trắng mực đen, phải có ký tên điểm chỉ thì con mới tin được. Chứ mai mốt Quang lật ngược lại rồi con lấy gì con làm bằng chứng đây? Giấy trắng mực đen thì ở đây tao không có. Thôi vậy mày chờ tao chút đi. Tao về nhà tao điểm chỉ xong tao đem lại đây cho mày, chịu không? Lẹ nghe, không có con cho nó biến à, cho nó biến à. Đừng cho nó biến. Chờ tao chút nghe không? Rồi. Nè, ba mày. Hả? Một tay giao giấy thì một tay phải giao nồi. Từ, giao nồi cho Quang con. Mày không tin tao, mày tưởng tao tin mày hả? Nè. Con nè nha, con nói trước nha. Bây giờ cái giấy 10 quan tiền này quan nợ đó. Bây giờ đưa cho mẹ con tư. Đó. Thế vô cái nhà. Cái nhà hôm đó quan tịch thu đó. Quan trị giá là 10 đồng đó. Bây giờ 10 đồng này trả lại cho mẹ con tư. Tao đâu nói gì đâu. Về nhà nó ở. Sao nào không có nó tới nó luôn nha. Đó. Đây. Dạ. Tôi cảm ơn anh ba. Cảm ơn bác ba. Nhờ anh ba mà mẹ con tôi không có bị lang thang ở ngoài đường. Tôi cảm ơn anh ba. Vậy người ta có nhà ở rồi phải không? Rồi ông lấy cái nồi ha. Quề nghe ông nói tới nó luôn nha. Rồi thôi đi về đi. Tao không có đi một mình. Thằng Tư nó phải đi với tao. Đi đâu Quang? Đi đi. Tao có thượng Quang. Quang kêu tôi là đưa cái nhà của mẹ con tôi cho Quang thì con tôi khỏi đi lính. Rồi sao giờ Quang bắt con tôi đi lính? Đúng. Cái nhà của tao thì nó khỏi đi lính. Bây giờ cái nhà nằm trong tay của mẹ con mày thì thằng Tư phải đi lính. Mà bác ba thôi đi với Quang đi con. Bác ba, để chuyện này bác ba tính cho. Tức quá mà. Cái gì vậy? Thằng Ba Phi á, nó dám chơi khăm tôi. Nó thưa với quan huyện, nó nói là tôi lấy cái nhà của ông Tư Lùng đổi cái nồi đó. Nhưng mà cuối cùng tôi lấy cái nhà, tôi vẫn bắt ông Tư Lùng đi lính. Rồi sao?
rồi quan huyện mới tách hai cái vụ này ra. Tức là quan huyện kết luận thằng Tư Lùn lấy của Thế Quân, không phải đi lính nữa. Đúng. Còn cái vụ thứ hai là sao? Vụ thứ hai quan huyện mới nói là tại sao tôi lấy cái nhà đổi cái nồi. Chắc cái nồi đó là nồi vàng hoặc là nồi bạc gì đó. Xong sao? Thì tôi cãi sống cãi chết với ổng. Tôi mới nói tôi giáo cái nồi khác cho ổng. Tôi mới đút ổng thêm 5 quan nữa. Đó rồi tôi mới rinh cái nồi thiệt. Về cái nồi của tôi đâu? Đấy, nồi thạch xanh của bà nè. Chờ tôi chút xíu. Bà ơi, bà làm gì vậy? Ê, trời ơi, thì ra bà lấy cái chén à? Tôi thử. À, thử rồi. Ôi trời ơi, cơm nó tràn lên, nó dâng lên nè. Ôi, đã quá, đã quá. Đúng là nồi thần của tôi rồi. Phen này vợ chồng mình giàu rồi đó ông ơi. Tiếp nha, tiếp nha. Ủa sao kỳ vậy? Sao cơm nó không có dâng lên nữa vậy ông? Ủa bà để đi thử. Bà có ở dưới cái đáy coi. Có gì kìa? Ủa sao kỳ vậy? Trời ơi, sao có mấy cây này trong đây? Là gì vậy? Tôi biết rồi. Cây này á là cây tan. Nó rất là dẻo, người ta hay dùng để làm cái cung á. Tụi nó lót vào đây để làm cái đế. Khi mà mình nấu cơm á, cơm nở ra thì cái tan sẽ bị xẹp xuống. Khi mình múc cơm ở phần trên lên á thì cái tan lại đẩy cái cơm ở phần dưới lên. À, là coi như ông tưởng đây là cái nồi thần đó. Rồi sao bây giờ nó không đẩy lên? Do là nấu nhiều quá, cái tan hết dẻo rồi, không đẩy được. Bà Phi, bà bị tôi dám lừa tôi. Rồi đây tụi bay sẽ biết tại sao. Tao sẽ... Thôi đi. Chưa đủ nhục hả? Bây giờ còn đi la làng lên cho người ta biết. Thà bây giờ ông im lặng đi. Coi như á là cái nồi này nó hết linh nghiệm. Đừng có nói ra cho người ta biết là mình đang bị gạt. Hiểu chưa? Nhục ơi là nhục. Dạ, chào quan. Dạ, con chào quan. Dạ, chẳng hay quan đi đâu vậy quan? Tao đi về nhà chứ đi đâu. Còn mày nữa, năm sau tao sẽ bắt mày đi lính. Dạ, bẩm quan, chuyện năm sau thì để năm sau tính hay quan. Dạ, còn lâu lắm mà. Quan, cái nồi cơm thần đó còn hiệu nghiệm không quan ha? Sao không còn hiệu nghiệm? Vẫn bình thường mày. Quả là bác ba liệu việc như thần. Mà bác ba, hả? Sao bác ba biết là ông Năm Hách ông sẽ giấu kín cái chuyện là chiếc nồi thạch xanh vậy? Ông đâu dám khai ra. Ông khai ra đó, cả làng này người ta nói ông ngu. Ông bị bác ba lừa, ông bị xấu mặt sao con? Đúng rồi. Hay tiếc con quay quần rau cá nuôi nhau, thương công cha dài dòng khai quang lặng lội rừng sâu. Cuộc sống dù khó khăn, thương bà con bác gắng hết mình. Nơi chòm sót nghĩa tình, chung tay xây dựng ngày mai. Việc nhỏ ấy mà việc to, có bác bà Phi điều em xui ro ro. Dũng cảm bi thương chịu thương chịu khó, chỉ nằm gì đạp đất đổi trời. Bà con cô bác cứ nhỏ to, người gì đâu tài trí có cả khó. Bất công áp bức dân mình, bác luôn đứng lên tranh đấu chẳng ngại gì. Hiểu sâu biết rộng nhân gian to tường, đương chuyện gì khó đã có